Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với buổi bình luận trận đấu ngày hôm nay, cuộc đối đầu của Kyoto Sanga và Sangam Tosu. Và ngay những phút đầu tiên thì cơ hội dành đến cho Kyoto Sanga. Và để tiện cho anh em theo dõi thì mình giới thiệu sơ qua về đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 thì các cầu thủ Kyoto Sanga bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục là áo màu tím và quần màu đen. Còn Sangam Tosu bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục áo trắng quần trắng. Vừa rồi là một tình huống đẩy bóng khá dài đến từ các cầu thủ bên phía Kyoto Sanga. Rất đáng tiếc cho pha xử lý vừa rồi, bóng đang trong chân của đội bóng áo tím. Pha chuyền bóng đã bị bắt bài bởi Yamaki. Wataru Hara là người vừa có đường chuyền, bóng đang trong chân của các cầu thủ áo trắng nào. Pha cắt bóng là của Fukuda. Rafael Elas là người vừa có pha tung ra cú dứt điểm trái phá. Và chúng ta có cho mình bàn thắng mở tỷ số 1-0. Các cầu thủ bên phía Kyoto Sanga là người đã vươn lên dẫn trước. Và đây là pha giao bóng của các cầu thủ Sangam Tosu. Và liệu rằng đội bạn có thể có bàn thắng gỡ hòa hay không? Rafael Elias là người có đường chuyền. Và pha chuyền bóng vừa rồi đã đặt đồng đội vào trong từ một tư thế việt vị. Bóng đang trong chân của Taichi Hara. Đường chuyền cho Rafael Elias. Pha xử lý rất bình tĩnh. Cú dứt điểm là chưa thành công. Fukuoka là người vừa có pha chuyền bóng và tình huống dứt điểm cận thành chưa thể giúp cho đội bóng của Kyoto Sanga có cho mình bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là Rafael Elias, đường chuyền rất tốt và vừa rồi thì lại có sự can thiệp đến từ đội bạn. Yayaki là người vừa có pha chuyền bóng, đây là Sohota Hino và đi bóng rất tự tin và cú dứt điểm đưa bóng chạm vào cột dọc khung thành. Fukuoka là người có bóng. Bóng đang trong chân của Taichi Hara và đi bóng rất tự tin. Một cơ hội để cho các cầu thủ áo tím có cho mình bàn thắng nhưng pha dứt điểm vừa rồi lại chưa thể mang về bàn thắng gỡ hòa. Đây là Marcelo Rian, tình huống dứt điểm kết thúc trận đấu ngày hôm nay và tỷ số là 1-0. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.